Vừa rồi tại Mỹ, trong sự kiện ra mắt các sản phẩm iPhone 2019, thì Apple đã tự tin mang sản phẩm rẻ nhất của họ từ năm ngoái, đó là iPhone XR. Và cái chiếc smartphone mà cũng là rẻ nhất trong năm nay họ sẽ ra mắt là iPhone 11, để so sánh thẳng với những chiếc flagship cao cấp nhất từ các thương hiệu đối thủ. Và như các bạn có thể thấy trên ảnh, thì rõ ràng hiệu năng của con chip A13 mới này nó quá là kinh khủng đi, thậm chí có thể là hơn tới 40% so với con chip Snapdragon 855 cơ. Và không chỉ vậy thì từ năm ngoái cái con chip A12 nó cũng đã là mạnh hơn Snapdragon 855 khá là nhiều rồi. Không chỉ vậy, bên cạnh hiệu năng, rõ ràng là còn rất nhiều những cái chi tiết, những cái đặc điểm khác mà đã khiến Apple đủ tự tin để họ mang ra cả khịa đối thủ như vậy. Vậy thì những cái đặc điểm đó là gì thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là con chip A13 Bionic. Phải nhắc lại rằng là hiệu năng của nó là quá kinh khủng. Tuy nhiên thì mình sẽ đi sâu hơn một chút về cái cấu tạo con chip này. Trên sân khấu thì Apple cũng đã đưa cho chúng ta một số cái thông tin chi tiết hơn. Đó là nó được sản xuất trên tiến trình vẫn là 7 nanomet nhưng mà là thế hệ 2. Và đặc biệt đó là so với thế hệ trước, con chip A12 chỉ được chứa trong nó là 6,9 tỷ bóng bán dẫn thôi. Thì tới con chip A13 Bionic nó mang cho mình tới 8,5 tỷ bóng bán dẫn cơ, tức là một con số tăng tới khoảng 20% so với thế hệ trước. Một cái sự nâng cấp nghe quá là đáng giá luôn. Không chỉ vậy, nó còn nâng cấp về cái nhân AI, về cách sử dụng các nhân cho con chip để tăng khả năng tiết kiệm điện cũng như là tăng thời lượng sử dụng của chiếc máy lên. Và thực sự thì so với những chiếc flagship này ấy, thì XR cũng đã mạnh hơn rồi, thì không thể tưởng tượng nổi là iPhone 11 tiếp theo nó còn mạnh hơn như thế nào nữa. Và đó cũng là lý do mà rất nhiều người hiện nay họ đã tin tưởng là chọn mua XR. Giống như mình và Phong thì chúng mình cũng vừa mới hiến máu cho Apple xong. Còn các bạn, nếu mà các bạn muốn mua sản phẩm iPhone mới chứ không phải là XR thì hãy truy cập vào link mình sẽ để ở dưới phần mô tả video để dẫn tới Di Động Việt. Ở đó thì có những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất về các sản phẩm iPhone chính hãng mà sắp về Việt Nam, như là iPhone 11, iPhone 11 Pro hay là iPhone 11 Pro Max. Rồi, và đó là về con chip, về cái hiệu năng mà có thể là chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được. Còn tiếp theo thì chính là một thứ mà có lẽ chính là lý do mà nhiều người sẽ chọn mua iPhone 11, đó là cụm camera mới. Lần này thì Apple đã khá hào phóng, họ trang bị cho cả 3 chiếc điện thoại mới này một cái cụm camera mà tăng cả về chất lượng và số lượng. Chi tiết hơn thì tất cả các mẫu smartphone 2019 sẽ được tăng thêm một camera so với thế hệ trước. iPhone 11 thì được sở hữu cụm 2 camera, một cam góc rộng và một cam góc sâu rộng. Những cái con số về số lượng như là 2 hay 3 camera hay là 12 megapixel ấy, thì có thể là nghe không quá là mới, không quá là nổi bật. Nhưng mà Apple mà, chúng ta đều biết về họ rồi. Và trên sân khấu ấy, thì Apple cũng đã thể hiện rồi. Đấy là họ tối ưu phần mềm này, họ đưa ra những cái tùy chỉnh, tùy biến mới để sử dụng cái cụm 2 hay là 3 camera mới này một cách tốt nhất. Và mình thực sự là ấn tượng nhất với cái màn trình diễn là nhìn thấy cái cảnh khi mà zoom ra zoom vào khi sử dụng hai camera ấy. Nói về cụm camera, tuy là hiệu năng hay là chất lượng của nó có tăng, nhưng mà thực sự mình phải công nhận rằng cái thiết kế của nó đang còn quá là đa chiều. Có người khen, có người chê, có người thì nói rằng là dù xấu đi nữa thì tương lai các hãng cũng sẽ học tập Apple để thiết kế thôi. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không nhận xét thêm về vẻ ngoài, mà mình chỉ đánh giá rằng đây là một cái sự nâng cấp rất là đáng giá về mặt camera thôi. Và thậm chí là cái tính năng chụp đêm trên iPhone 11 mới ấy, hoàn toàn có thể là đối trọng của Night Sight trên Google Pixel hay là Night Mode mà Pepper Pro đã rất tự hào trước đây rồi. Rồi, vừa rồi là về con chip là hiệu năng này, về camera là thiết kế bên ngoài khác biệt này. Còn tiếp theo thì mình sẽ nói về một thứ mà Apple tuy nhắc đến nhưng mà họ lại không nói chi tiết, đó chính là pin. Trên sân khấu thì Apple đã rất tự tin giới thiệu rằng là iPhone 11 mới sẽ cho chúng ta cái thời lượng sử dụng thêm tới 1 tiếng so với iPhone XR trước đây. Các bạn đều đã biết rồi, đấy là iPhone XR nó có cái thời lượng pin nó phải gọi là quá là bá đi. Màn hình HD cộng, viên pin lớn cộng với cả phần mềm tối ưu thì cái thời lượng sử dụng của nó, cá nhân mình đang sử dụng iPhone XR đây, đấy là một ngày dài không là vấn đề gì luôn. Còn với iPhone 11 tiếp theo, tất nhiên vẫn phải nói rằng Apple hơi keo kiệt vì vẫn trang bị cho nó cái màn hình HD cộng. Tuy nhiên đây cũng có thể là điểm cộng, đó là thời lượng pin tăng lên. Cuối cùng thì mình muốn nói về giá bán. Đây là điểm mà Apple đưa vào cuối cùng trong cái màn thuyết trình của mình, và cũng là thứ mà khiến mình thấy vừa vui, vừa buồn, vừa cay, nói chung là cảm xúc lẫn lộn nhất. Bởi vì các bạn biết đấy, mình vừa mua iPhone XR xong. Apple thì cũng thông báo rằng iPhone XR sẽ được giảm giá xuống và bắt đầu giá bán chỉ ở $599 thôi. Hơi cay một chút cho mình. Nhưng mà không sao, bản thân iPhone XR vẫn là một chiếc điện thoại rất là tốt cơ mà. Cho nên là mình hay là Phong hay là những người khác mua trong thời điểm hiện tại thì cũng không phải là vấn đề. Và tương lai thì iPhone 11 về Việt Nam cái giá bán của nó chắc cũng còn sẽ khá cao ấy. Cho nên là cái việc mua iPhone XR vào thời điểm này thì nó hơi sai sai một chút thôi, chứ cũng không sai quá. Và nói thêm một giá thì cũng là một điểm rất là đáng khen, đó là Apple lần này họ đã giữ nguyên cái mức giá ra mắt của các sản phẩm là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max so với hệ tiền nhiệm trước đây là iPhone XS và iPhone XS Max. Còn với iPhone 11 thì thậm chí họ còn giảm giá của nó so với cái giá bán lúc ra mắt của iPhone XR.
Ngày xưa XR ra mắt là 749 đô thì bây giờ iPhone 11 bán có 699 đô thôi. Và bên cạnh đó thì cái cách đặt tên của họ, họ đặt tên đó là iPhone 11 như là một phiên bản tiêu chuẩn vậy. Còn iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max thì giá Pro dành cho người dùng cũng Pro luôn. Đó, giống như kiểu iPad Pro vậy, giá rõ là cao nhưng mà tất nhiên những cái thứ mang lại đó là tốt nhất, mạnh nhất và đẹp nhất. Còn với mức giá của iPhone 11 ấy, nhìn sang đối thủ nhá, Samsung họ đang bán Galaxy S10e với mức giá bán là 749 đô, thậm chí là còn cao hơn cả iPhone 11 cơ. Thì rõ ràng lần này về cách đặt giá cũng như là cách đặt tên mang hơi hướng là iPhone 11 là máy tiêu chuẩn ấy, thì họ đã hướng người dùng tới cái sản phẩm này nhiều hơn. Chứ không còn iPhone 11 là cái bản rút gọn giống như là XR trước đây là bản rút gọn của XS, XS Max nữa. Rồi, vậy thì điểm qua những cái yếu tố về pin, về giá, về thiết kế, hiệu năng, vân vân, rất nhiều tính năng mà Apple mang vào các sản phẩm iPhone thế hệ 2019. Vậy thì kết luận thì sao? Rõ ràng các cái thông số mà mình vừa nói trên ấy thì nó không mới, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng đây là Apple chứ không phải là một hãng nào khác. Họ sẽ có cách tiếp cận phần mềm, họ sẽ cách tối ưu phần mềm, phần cứng và mang cho chúng ta một cái trải nghiệm chắc chắn là sẽ nâng cấp rất là nhiều, và chắc chắn là các đối thủ sẽ phải dè chừng đấy. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về các sản phẩm mới này? Các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra mua các sản phẩm mới không? Hay là lại như mình mua XR? Đó, thì hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên, nếu các bạn muốn nhận những thông tin mới nhất và chính xác nhất về các sản phẩm iPhone mới chính hãng tại Việt Nam như là iPhone 11, 11 Pro hay 11 Pro Max thì hãy truy cập vào link tới Di Động Việt mình để ở dưới phần mô tả video. Và các bạn thấy thế nào về iPhone 11? Nếu thích iPhone 11 thì hãy ấn like video này, hãy subscribe cũng như là bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào từ chúng mình. Còn nếu các bạn không thích iPhone 11 thì cũng hãy bấm like video này và subscribe. Rồi, chết rồi, câu like quá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ấn like và subscribe nhá. Bye bye. Rồi, ok, giá. Nói về giá thì đây chính là cái điểm. Nói về giá thì đây là điểm.